Đây chúng ta cùng học theo cổ đức tiền nhân xả tiền tài vào những mục đích ý nghĩa đắc tiền tài giàu. Sư Tịnh Không giảng rằng có tiền là phước báo, dùng tiền là trí huệ. Vì vậy chúng ta cùng là những người cho đi rộng lượng và là những người đón nhận hoan hỷ. Trong hoàn cảnh khó cho đi mà chúng ta vẫn có thể cho đi với tấm lòng hoan hỷ thì cái hạt giống đó của chúng ta rất là đáng trân quý. Và khi chúng ta nhìn thấy những cái việc thiện xung quanh chúng ta thành tựu thì chúng ta tùy hỷ, hoan hỷ với việc thiện đó và chúc cho những việc thiện trên thế giới và trong cuộc sống thành tựu.